Rồi, Zalo Nghĩa xin mến chào thầy các bác nhá. Đến hẹn lại lên. Hôm nay là ngày cho các bác là ngày hôm nay là ngày thứ 6 và là ngày 24 tháng 5. Em cũng tranh thủ lên video mới giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác là có một nô máy cắt cỏ zin nguyên bản của Nhật nữa các bác nhá. Zin nguyên bản của Nhật nữa. Và em lên cho các bác là gồm có tất cả là 14 cây. Tất cả 14 cây và máy cũng có rất là nhiều các máy cắt cỏ đẹp như sau các bác nhé. Và lên cho bác một con đầu tiên là con máy Mitsubishi TL52 Trung Quốc, dòng máy Trung Quốc xuất Nhật nhé. Con này gọi là siêu to khổng lồ, gọi là con khủng long đấy. Và đây là một con máy động cơ 4 kỳ duy nhất nghe trong nô ngày hôm nay, thương hiệu của Robin nhé, 26cc, nòng 34 ly. Con này thì dùng tay ga bóp màu vịt này. Và đây là một con máy cắt cỏ của Maruyama 26, nòng cũng 34 ly. Con này là con cắt cỏ của Echo Curit 2655G, công suất cũng là 26cc và nòng 34 ly nhé. Và đây là con máy cắt cỏ của Maruyama 26, nòng 34 ly. Con này là con máy Mitsubishi, con TB23, nòng 3233 ly, tung rời, rất đẹp, chạy chế 2 kim. Và con này thì đặc biệt quá đẹp rồi, con này là con Rui 26 nhá, nòng 34 ly. Và đây là con máy cắt cỏ cũng rất rất đẹp nữa của thương hiệu của TB20, đấy, chế One Pro tai đỏ này. Đấy, con này đặc biệt siêu siêu nhẹ luôn. Và đây là con máy Kawasaki TG24 cũng rất đẹp. Đấy, 24cc nòng 3233 ly, tung rời. Và con này cũng cực kỳ đẹp luôn. Thương hiệu của Shinawa 24 nhá, trợ lực. Đấy, chạy chế 2 kim xịn sò. Và đây con máy cắt cỏ cũng rất đẹp nữa của thương hiệu của con này là con Maruyama 20 nòng 3031 ly này. Con này cũng rất đẹp luôn. Con này con Hitachi các bác nhá. Con này là Hitachi 23 nòng 3233 ly. Trong này thì dành cho các bác nào mình thích những máy cắt cỏ gọi là siêu châu bò. Đấy, cực kỳ bền bỉ nhá, cực kỳ khỏe luôn. Con này con Rui 23 có nhá, Rui 23. Và một con máy cắt cỏ rất là mới luôn, thương hiệu của Kawasaki TG18. Đấy. Và trong đó thì em lên cho các bác là một con máy cưa xích mini tay cụt này và một con máy bơm nước dòng mini động cơ 4 kỳ các bác nhá. Con Robin loại 39-40 mini. Các bác mình xem qua những con máy trên mà các bác mình muốn mua hàng và đặt hàng bên em thì các bác chỉ cần gọi bên em con số điện thoại là 0947594 số 678 đuôi. Và số này thì em luôn có dùng Zalo nhá. Và kênh của em là kênh shop Trung Nghĩa ở Nhật Bãi. Các bác mình mua hàng là em không lấy cọc nhá, mua hàng em không lấy cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ rồi mới thanh toán. Giá trên thì em hoàn toàn là bao ship và tặng đồ các bác nhá. Bao ship và tặng đồ. Cho các bác gồm có tất cả những món như sau. Thứ nhất là một tip mở hai đầu này, 13 19 để mở buji, mở đầu dao. Tặng cho các bác là một bát cước có nõi đỏ hai chấu này, một chai nhất nhỏ này, một cây nục giác 4 này và có dây đeo nữa nhá. Dây đeo. Và ngoài ra nữa thì tặng cho bác là một con dao. Dao thì em có hai loại, dao dài và dao tròn nhá, dao dài và dao tròn. Dao dài thì em tặng cố định luôn. Nhiều bác mình về cắt cỏ nhanh, số lượng nhiều thì bác lấy dao dài này cắt. Còn các bác nào thấy vườn nhà mình có nhiều đá sỏi này, có nhiều cành cây gốc cây trên cao thì các bác dùng con dao tròn của Nhật như thế này. Đây là dao của Nhật cũ nhá, dao Nhật cũ, bên đã mài cho bác rồi, siêu bền. Đấy. Và đảm bảo cho bác là nó tuyệt đối an toàn. Đấy, tuyệt đối an toàn luôn. Và các bác nào muốn lấy cả combo hai dao một tròn một dài thì thêm cho bên em là 50.000 nhé, thêm 50.000. Rồi, ngoài những phụ kiện tặng kèm trên thì em có bán cho các bác một số đồ đạc kèm theo. Nhất động cơ 2 kỳ chuyên sử dụng cho máy cắt cỏ, cưa xích và bơm mini Nhật bãi, 100.000 một bình, lớn như thế này. Đấy, có căn tỷ lệ các bác nhé, căn tỷ lệ luôn. Nhất này em bán cũng rất là lâu rồi, xài rất là ok nhé, rất đặc, lại rất xịn luôn. Và có nồng gom cỏ gặt lúa này, cái này thì bán giá là 100.000, rất là dày luôn. Bùn như trà cỏ 85.000 để các bác mình trồng đậu, trồng ngô, trồng bắp hoặc là các bác mình cắt cỏ đường bê tông nhé, trà cỏ đấy 85.000 nhé. Và dao 5 cánh này 50.000. Đầu bơm nước mini 135.000 các bác nhé. Đĩa sới mini 100.000. Và cái cuối cùng cho các bác là hộp cước mắt mèo, cái này thì số lượng rất là nhiều, có nên tới cho các bác là gần 30 mét này, các bác cắt rất là lâu luôn, 125.000 một mét, một hộp. Đấy, bình thường thì các bác mình hay mua ở ngoài họ sẽ bán cho các bác là từ 5.000 đến 10.000 một mét, nhưng mà các bác mình mua cả hộp như thế này thì rất là rẻ. Đấy. Rồi, quay sơ qua cho các bác tham sau tham khảo máy, mặt sau máy này. Con này là con TL52 Trung Quốc này. Con này là con Robin 4 kỳ này. Đây là Maru. Con này là con Echo 26 rất đẹp này. Đấy, con Ruby này thì quá hoàn hảo rồi, quá mới. Rồi, lên cho các bác lô ngày hôm nay là lô chữ Z các bác nhá, lô chữ Z. Cái đầu tiên giới thiệu các bác là mã số Z1, đến cho các bác là con cưa xích dòng mini tay cụt nhé, con mini tay cụt. Con này là con hiệu cưa xích, con này thì nó ghi cho các bác là T3612. Đấy, con này là con cưa cổ Topsun 3612. Công suất này là 36cc, nòng 37 ly. Dòng này thì các bác sử dụng cưa một tay nhé.
Và lam của nó thì đi lam cho bác là lam 4 tấc zin. Đấy, 4 tấc zin. Và con này còn lam của thương hiệu của Oregon này. Lam này Oregon và xích của nó là đi xích chung 91. Đấy, con này thì cái này có móng rồng luôn này. Đấy, nữa móng rồng luôn. Và có cả khóa lam sên cho các bác neo chèo này. Đấy, các bác có thể neo chèo tỉa tót dùng con này. Con này thì đặc biệt rất là nhẹ các bác nhá. Chỉ nặng cho bác khoảng tầm 3 cân rưỡi thôi. Siêu nhẹ. Đấy, các bác cầm một tay này. Đấy, các bác mình lâu lâu có cưa củi, cưa cành, cưa cây gì. Đấy, con này có vú âm răng phụ luôn, giúp máy dễ nổ. Và con này thì sử dụng e gió là tự động hết các bác nhá. Các bác đóng e này, bóp cò ga này, tự động nhả về ga. Đấy, các bác đóng công tắc xuống thì các bác đóng xuống thế này là tắt. Đấy. Tình trạng zin nguyên bản hết và lam của nó đi nam hai chân ốc cực kỳ chắc chắn. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử con đầu tiên, mã số con G1 nhé. Quá êm. Con này mã số cho các bác là G1 nòng 37 ly. Con này cưa xích có giá cho các bác là 1.300.000. Con tay cụt này nhé. Tiếp theo em lên cho các bác là con G2. Đây là một con máy bơm nước của thương hiệu bơm Robin. Con này màu vỏ vàng quá đẹp các bác nhìn này. Bơm màu vỏ vàng nhé. Đấy, con này thì là động cơ hoàn toàn là động cơ 4 kỳ xăng trắng không có nhớt mà bơm khỏe. Con này có tên cho mình là con bơm nước của hiệu Robin Subaru EH035 do Tokyo Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 35cc nhá, 35cc và nòng của nó là nòng 394 mini. Tình trạng máy thì đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Nó chạy chế cho bác là Warm Pro tự động một kim hết. Về nhà các bác về cũng không phải căn chỉnh gì cái chế này, chỉ việc mua xăng trắng Ron 9295 đổ trực tiếp vào cái nắp lớn bác dùng thôi. Đấy, ưu điểm rất dễ dùng đó nhá, không cần phải sử dụng xăng hoa nhớt. Và con này thì bơm rất là khỏe, nó có thông số cho các bác đây. Nó bơm được mức nước cho các bác là được 125 lít trên 1 phút này. Cái động cuộn dốc sâu cho các bác là 42m và đường chuồng là 138m và nặng cho các bác là 4 cân rưỡi. Đấy, bơm là bơm một thương hiệu bơm nổi tiếng Cosin do Made in Japan sản xuất ở dưới đây. Đấy, ống hút là hoàn toàn 34 hết các bác nhá. 34 xả 34 luôn. Rồi, em giật nổ các bác hãy thử mã số con G2. Mã số cho các bác là G2 nòng 4 mini, báo giá có 1.850.000 thôi. Mã số con G2 rất đẹp, bơm 4 kỳ của Robin nhé, động cơ 4 kỳ mà nòng lớn luôn, 394 mini. Tiếp theo em lên cho các bác là phần 2, nô máy cắt cỏ. Cái đầu tiên giới thiệu các bác là mã số cây G3. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Kawasaki. Con này là con Kawasaki TG1820 đấy các bác, TG1820 đấy. Công suất này thì sẽ là 20cc và nòng của nó là nòng 30 ly các bác nhá, 30 ly. Tình trạng máy thì cũng đều zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì có chân chống bảo vệ bình xăng. Đấy, chân chống thiết kế bảo chân chống bảo vệ bình xăng. Và đi chế là chế vú bơm lớn, vú bơm trước. Đây, các bác nhìn thấy cái chế này. Vú bơm này và có cả hai căn chỉnh các bác nhá. Kim chỉnh to nhỏ này, chỉnh gan ti trên này và trong chế thì nó dập chữ Japan. Đấy, dòng Kawasaki này thì các bác chạy rất là êm. Đấy, sử dụng rất là nhiều. Dòng này đặc biệt cái là con này nó nhẹ, khỏe. Đấy, thích hợp cho bác là mình lớn tuổi không mua được con máy nặng mà đời nó mới mới một chút thì bác lấy con này. Đấy, rất nhẹ và khỏe. Tùm rời các bác nhá, tùm rời. Các bác nhìn vỏ viếc này, còn quá đẹp, tem mác này. Rồi, em thử giật nổ các bác nghe thử mã số con G3 nhé. Mã số cho các bác là G3 nòng 30 ni, báo giá cũng có 1.200.000 cho các bác G3. Tiếp theo em lên cho các bác là con G4. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Ryobi.
Con này thì có tên cho các bác là con Zilby EKK2370. Công suất này thì sẽ là 23cc nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác luôn. Từ chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì đặc biệt có ưu điểm cho các bác là giảm trợ lực, máy rất nhẹ. Đấy, cho các bác nào mình muốn mua một con máy cắt cỏ mà form dáng tầm khoảng tầm 3233 ly, nhẹ khoảng tầm 4 cân thôi thì các bác lấy con này. Đặc biệt ưu điểm của dòng Ruby này thì cực kỳ tiết kiệm xăng. Đấy, tức cực kỳ tiết kiệm xăng nhá. Chế của nó sử dụng loại chế ne trong, dùng chế máy cưa. Có hai kim chỉnh to nhỏ nằm dưới đây, chỉnh gan ti của nó trên này. Đấy. Con này thì cho bác là hoàn toàn là tum liền để các bác mình chuyên cắt cỏ và bơm nước nhá. Có chữ Ruby này, sơn xiếc zin nguyên bản luôn. Đấy, màu sắc. Rồi, em thử dập nổ các bác nghe thử mã số con J4. Mã số cho các bác là J4 nòng 32 ni, báo giá có 1.350.000 cho các bác con J4 nhé, nổ rất êm luôn. Đấy, form vàng các bác nhìn bô bọng này, còn quá sáng. Đấy, tiếng nổ đặc biệt cái gà anti rất êm. Tiếp theo, em nên cho các bác là con J5. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu Hitachi. Dành cho các bác nào mình tầm tiền thì mình cũng khoảng tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 muốn mua một con máy cắt cỏ mà gọi là nó bền bỉ, cắt cỏ trâu bò thì các bác lấy con này. Con này là con Hitachi các nhá, thương hiệu Hitachi CG23E1. Con số này thì sẽ là 23cc, nòng của nó là nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì đi chế cho các bác là vú bơm trước luôn và e gió là e tự động ở đây. Đấy. Con này thì thiết kế cho các bác là nòng hơi buji đứng hoàn toàn, bô gì cũng zin này. Đấy, zin nguyên bản từng con ốc hết các bác nhé. Dòng này đặc biệt một cái là chạy rất là bền. Đấy, dành cho bác nào mình cắt cỏ số lượng nhiều, lượng nâu, và các bác có thể mua cái đầu bơm nước về gắn con này bơm rất bền luôn. Đi cho bác nhìn các bác những cái bố tum này, bố tum rời các bác nhá, siêu bền luôn. Chân trống này. Đấy. Rồi, em thử giật nổ có nghe thử mã số con J5 Hitachi. Rồi, mã số cho các bác là J5 nòng 32 ni, báo giá có 1.350.000 các bác nhá, mã số J5. Tiếp theo lên cho các bác là con J6. Đây là một con máy cắt cỏ của Maruyama. Con này thì có tên cho các bác là Maruyama dòng PC20MA. Công suất này thì sẽ là 20cc và nòng của nó là nòng 30-31 ni. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Từ chế này, nòng hơi và bô bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì đi nắp xăng cho bác là nắp xăng kín hoàn toàn nhé. Và con này thì sử dụng lỗ sạc khí riêng nằm trước đây. Đấy. Và chế của nó thì sử dụng là chế One Pro, nó tự động một kim của Maru. Chế này thì đặc biệt cái nó tự điều chỉnh xăng và tức cực kỳ tiết kiệm xăng. Dành cho bác nào mình lớn tuổi này, muốn mua một con máy cắt cỏ khoảng tầm 4 cân đổ lại, nhẹ nhàng, có giật chịu lực. Đấy, các bác lấy con này. Rất dễ dùng luôn. Công tắc của nó là công tắc đời mới nhá. Bật lên, hất xuống. Đấy, bật xuống là tắt này, hất lên là mở này. Rồi, em thử giật nổ các bác nghe thử mã số con J6. Mã số cho các bác là J6 nòng 30-31 ni, báo giá có 1.400.000. Mã số cho các bác là J6. Tiếp theo nên cho các bác là con J7. Đây là một con máy cắt cỏ của thương hiệu dòng Shindaiwa. Con này có tên cho các bác là con Shindaiwa loại 2400 nhé. Con này công suất của nó là 24cc và nòng là nòng 3233 ni. Tình trạng máy thì đều dính nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác luôn. Từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Đặc biệt con này còn màu sắc quá đẹp. Đấy, màu của nó là màu xanh dương.
dung giặt là giặt chạy được lớn luôn đấy, xịn sò nhá. Chế thì chi chế hai kim siêu tiết kiệm xăng đấy, Quamro TL 2 kim, kim chỉnh to nhỏ, chỉnh gan ti trên này, nắp xăng thì nắp xăng đời mới, cục sạc khí riêng đấy. Con này là đời, nó thiết kế cực kỳ mới luôn nhá. Tum cho bác là tum liền. Con này thì đang sở hữu bộ tay ghế đông sừng trâu một cả, cực kỳ gọn. Rồi, em thử giật nổ các bác nghe thử mã số con J7 nhá. Mã số cho các bác là J7 nòng 3233 ly, báo giá có 1.450.000 cho các bác J7. Tiếp theo lên cho các bác là con J8, đây là một con máy cắt cỏ của Kawasaki. Con này thì có tên cho các bác là Kawasaki TG24 nhé, Kawasaki TG24. Công suất này thì sẽ là 24cc nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì dưới đáy bình xăng thì có kệ nhựa đen bảo vệ bình xăng. Và đi chế cho bác là loại chế gọi là chế căn ngang đấy các bác, chế căn ngang, bú bơm trước. Đấy, bú bơm trước, bú bơm đen. Con này thì có kim chỉnh to nhỏ nằm dưới đây. Đấy, kim chỉnh to nhỏ nằm sâu này, và chỉnh gan ti của nó thì nằm ngay trên này. Và trong chế thì dập chữ Japan nhé. Con này chế chiếc còn quá đẹp, các bác nhìn này. Dọn chiếc quá đẹp luôn, nòng hơi này. Đấy, đặc biệt cái dòng này thì cắt cho bác là siêu bền, khỏe, nòng 3233 ly. Tum cho các bác là tum rời hoàn toàn nhé. Rồi, em thử giật nổ, có nghe thử mã số con J8. Mã số cho các bác là J8 nòng 3233 ly, báo giá có 1.450.000 các bác nhé. Tiếng nổ garanti rất êm luôn. Tiếp theo lên cho các bác là con J9, đây là một con máy cắt cỏ của Mitsubishi. Con này thì có tên cho các bác là Mitsubishi TB20 do Made in Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 20cc nòng 30-31 ly. Tình trạng máy thì đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Các bác nhìn sơ qua con này bình xăng quá đẹp. Đấy. Zin nguyên bản hay các bác nha. Trong bình xăng cũng có dập chữ Made in Japan luôn. Đấy. Dưới đấy bình xăng thì con này có kệ nhựa bảo vệ bình xăng. Giật thì giật trợ lực. Đấy, chế thì chế tay đỏ tự động. Đấy. Con này thì đặc biệt cái là form dáng rất là nhẹ các bác nhá. Riêng cái đầu máy không là cho bác khoảng tầm có 1,5 cân thôi. Đấy, máy khoảng tầm cho bác là 3,5 cân. Đấy. Và con này thì cho bác là hoàn toàn tung liền. Các bác là mình đang muốn mua một con máy cắt cỏ mà nó gọi là nhẹ nhàng dễ dùng, đấy, nhẹ nhàng dễ dùng, tiết kiệm xăng thì các bác thể lấy con này. Rồi, em thì giật nổ, các bác nghe thử mã số con J9 nhé. Mã số cho các bác là J9 nòng 30-31 ni, báo giá cũng có 1.600.000 cho các bác là con J9. Đấy, thương hiệu của Mitsu nhé. Con này thì trong đốc luôn dập chữ. Đấy. Tiếp theo em lên cho các bác là con J10. Con này thì gọi là con này quá hoàn hảo rồi. Con này thì có tên cho các bác là con Ryui EKK2620. Công suất này thì sẽ là 26cc nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối 100% cho các bác luôn. Từ chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì có ưu điểm cho bác nào dùng giặt trợ lực. Đấy. Và dưới đáy bình xăng thì có lúm cao su cực kỳ dày bảo vệ bình xăng. Và con này các bác nhìn sơ qua bình xăng này, quá đẹp. Đấy, xuất sắc luôn. Và chế thì chế zin nguyên bản, chế ne trong, cũng có hai kim chỉnh to nhỏ nằm dưới đây, chỉnh gan ti trên này. Đấy, vỏ viết còn quá mới nhá. Con này thì mặt trước thì có sơn thương hiệu của Ruby sơn này, sơn zin. Đấy, không gạo đi được nhá. Rồi, em thử giật nổ, các bác nghe thử mã số con J10. Ah!
Mã số cho các bác là Z10 nòng 34 ly, báo giá cũng có 1 triệu 600 ngàn cho các bác Z10 nhé. Tiếp theo ông lên cho các bác là Z11. Đấy, con này cũng xịn sò này. Con này thì con Z11 và Z9 là hai con giống nhau, nhưng mà con Z11 thì sẽ lớn hơn một chút. Đấy. Con này thì có tên cho các bác là con Mitsubishi TB23 do Made in Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 23 cc và nòng của nó là nòng 3233 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì có ưu điểm cho các bác là giật trợ lực, và lắp xăng thì đi lắp xăng kín đời mới, cũng sử dụng cục sạc khí riêng nằm trước đây. Đấy, nó có sử dụng cục sạc khí đây. Và tum của nó, các bác nhìn cái tum này, tum rời rất đẹp nhá, tum 260. Đấy. Và chế hai kim xịn sò luôn. Con này thì trong nóc thì luôn dập chữ hết các bác nhá. Thương hiệu Made in Japan này. Đấy, chữ này đất Nhật xịn sò luôn. Rồi, em giật nổ có nghe từ mã số con Z11 nhé. Thương hiệu Mitsu TB. Tiếng nổ rất êm cho các bác. Mã số cho các bác là Z11 nòng 3233 ly, báo giá cũng có 1 triệu 700 ngàn thôi. Đấy, Z11 con TB này quá ngon, tiếng nổ rất ấm. Tiếp theo lên cho các bác là Z12. Đây là một con máy cắt cỏ của Maruyama các bác nhé, thương hiệu của Maruyama. Con này là con Maruyama, nó có tên ở đây. MP261KKT này, đấy Maruyama. Con này công suất của nó là 26 cc và nòng là nòng 34 ly các bác nhá, 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác luôn. Từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì đi lắp xăng đời mới, lắp xăng kín và sử dụng cục sạc khí riêng. Chế thì đi chế hai kim các bác nhá, hai kim. Và nòng hơi các bác nhìn này. Đấy, đây là nòng hơi loại là Maruyama sắc lớn, nòng hơi rất là to. Và đi cho bác là tum liền, và ga của nó là ga bóp hộp zin nhá, ga bóp hộp zin. Công tắc thì trên tay cầm luôn. Rất là tiện lợi. Rồi, em thử giật nổ các bác nghe thử mã số con Z12 dành cho bác nào cắt cỏ nhiều nhé. Mã số cho các bác là Z12 nòng 34 ly, báo giá cũng có 1 triệu 900 ngàn thôi. Mã số cho các bác là Z12. Tiếp theo lên cho các bác là con Z13. Con này thì quá đẹp, thương hiệu của Echo Curit. Con này thì có tên cho các bác là con Echo. Nó ghi đây là Curit này, SRE2655G. Công suất này thì sẽ là 26 cc và nòng của nó là nòng 34 ly các bác nhá. Các bác nhìn mặt trước này, bình xăng dưới này, trắng tinh luôn. Công suất này thì sẽ là 26 cc nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, nòng hơi và bô, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Lắp xăng thì đi lắp xăng đời mới, lắp xăng kín và sử dụng cục sạc khí riêng nằm trước đây. Đấy. Và con này thì dưới đáy bình xăng có kệ nhựa và bình xăng, kệ nhựa rất là dày. Đấy. Và bình xăng của nó con này thì mặt sau cũng quá đẹp luôn, dày cộp. Đấy. Con này thì đi chế vào vú bơm trước của Echo cũng nhá, gọi là vú bơm trước của Echo. Và tum của nó thì thiết kế cho các bác là hoàn toàn là tum liền và tum nhôm cực kỳ dày. Đấy. Con này thì tình trạng của nó thì đầu bò này, chắn cỏ, cần lắp tay ga công tắc, con này zin nguyên bản tuyệt đối hết từ A tới Z nhá. Rồi, em thử giật nổ các bác nghe thử mã số con Z13 Echo 26. Mã số cho các bác là Z13 nòng 34 ly. Cái này báo giá cho các bác là 2 triệu tròn nhé. Mã số là Z13. Thương hiệu của Echo Curit 24 26, con này quá đẹp. Tiếp theo lên cho các bác là con Z14. Đây là một con máy cắt cỏ của Maruyama. Con này thì ghi cực kỳ rõ ràng, nó ghi cho các bác là chụp giật đây.
thương hiệu quả Maruyama, dòng KC26LX của Maruyama PXM. Cấu trúc này thì sẽ là 26cc và nòng là nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Đi nắp xăng thì nắp xăng kín nhá, và sử dụng cục sạc ghi riêng nằm phía trước đấy. Và đi chế thì chế đời mới nhất của One Pro, chế tự động một kim. Và các bác nhìn sơ qua bô bọng này cực kỳ sáng luôn, dòng này thì chạy rất là êm nhá. Ga của nó thì sử dụng luôn luôn là ga bóp hộp zin của Maru đó. Đấy, ga này rất là ngon. Cần nắp thì còn quá đẹp, các bác nhìn này, cần 26cc này của Maruyama. Đấy, đầu bò zin chẳng cỏ zin. Rồi, em thử giật nổ các bác nghe thử mã số con zin 14. Mã số cho các bác là Z14 nòng 34 ly. Cái này báo giá cho các bác là 2 triệu tròn nhé, Z14. Tiếp theo lên cho các bác là Z15. Một con máy duy nhất trong nô ngày hôm nay, sử dụng hoàn toàn là động cơ xăng trắng, không cần pha nhớt. Động cơ gọi là động cơ 4 kỳ. Đấy, động cơ 4 kỳ. Sử dụng như xe máy đấy các bác. Cái này có tên cho mình là con Robin, thương hiệu Robin Rapid nhé, Robin Rapid BH2661. Con này có công suất cho mình là 26cc, nòng 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết cho các bác, từ chế này, rồi nòng hơi này, đấy, bô biếc này, bình xăng dưới đều zin hoàn toàn. Con này thì sử dụng chế One Pro nội tự động một kim. Chế này thì đặc biệt cái rất là dễ dùng, dành cho các bác nào mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu. Về nhà các bác cũng chỉ việc mua xăng trắng Ron 9295 ngoài cây xăng, các bác đổ trực tiếp vào cái bình lớn là bác dùng thôi. Đấy, các bác sẽ không cần phải sử dụng xăng pha nhớt hay là quên gì nữa, cứ việc đổ xăng trắng là dùng. Và phần bên này thì nó có cái nắp nhớt nhá, các bác để cho em nó có cái nắp nhớt này. Nhớt này là gọi là nhớt động cơ 4 kỳ. Các bác sử dụng lâu lâu mình sẽ kiểm tra nó còn hay hết. Nếu mà nó hết thì các bác sẽ lâu lâu mình sẽ lấy nhớt mới. Cái loại nhớt mà mình đổ vào xe máy mình còn dư một chút đấy, mình sẽ châm vào đây. Đấy, để làm mát máy nhá. Và con này thì cho bác là hoàn toàn là tum liền. Tum liền hoàn toàn và tum nhôm. Và ga của nó là ga bóp mỏ vịt zin. Đấy, bóp mỏ vịt zin. Rồi, em thử dập nổ các bác nghe thử mã số con Z15 nhá. Mã số cho các bác là Z15, con này nòng 34 ly, báo giá có 2 triệu tròn cho các bác thôi. Tay ga bóp xịn sò, còn nguyên ốp tì hông của Rabbit này, Robin Rabbit. Đấy, cái ốp tì hông này quá êm luôn. Tiếp theo, em lên cho bác con cuối cùng. Đây là một con máy cắt cỏ mà gọi là siêu siêu lớn, dành cho bác nào thích to, đấy, thích to khỏe thì các bác lấy con này nhé. Đây là một con máy cắt cỏ của Mitsubishi, dòng máy TL52 Trung Quốc xuất Nhật. Đấy, Trung Quốc xuất Nhật. Con này có công suất cho mình là 50cc và nòng là nòng 40 ly các bác nhá, nòng 40 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, từ chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới zin hoàn toàn. Con này thì bình xăng của nó rất là lớn các bác nhá, bình xăng cực kỳ lớn luôn, có thể chứa cho các bác được đến 1 lít xăng. Đấy. Và chạy chế cho các bác là chế 2 kim, chế zin 32 kim nhá, chế gọi là chế 260 đấy. Có kim chỉnh to nhỏ này. Đấy, và chỉnh ganti của nó thì nằm ngay trên này. Con này thì đặc biệt một cái cho các bác là tum rời hoàn toàn và tum to bô lớn, loại 30 bô to. Cần lắp thì có thể là tháo được. Đấy, tháo rời ra được các bác nhá. Tháo rời được. Ga bóp xịn sò luôn. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử con cuối cùng, mã số Z16.
Mã số cho các bác là Z16 nóng 4 mini, báo giá là 2 triệu tròn quá nhá, Z16. Rồi, hôm nay thì em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác. Nó có lô máy cắt cỏ gồm có là 14 cây và hai con máy bơm và cưa xích. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con máy trên thì liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0947 594 số 678 đuôi. Và số này thì em luôn có dùng Zalo các bác nhá. Và kênh của em là kênh shop Trung Nghĩa mà Nhật bãi này. Các bác mình mua hàng là em không lấy cọc. Đấy, các bác được quyền kiểm tra, được giật nổ hàng tại chỗ trước khi thanh toán. Giá trên thì em hoàn toàn là bao ship và tặng đồ đồ các bác nhá. Video em tới đây cũng khá là dài rồi. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và xin chào các bác ở những video của lần sau.